Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng thành lập văn phòng giám sát tài chính của Vatican, tính từ Vatican. Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francis vừa thực hiện một bước táo bạo nhất để sửa chữa nền tài chính thường âm u bí hiểm của Tòa Thánh Vatican. Đó là thành lập một văn phòng với quyền hạn rộng rãi để giám sát mọi vấn đề về kinh tế và hành chính. Đây là hành động nhằm tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy các quỹ dành cho người nghèo sau khi làn sóng bê bối tại ngân hàng của Vatican bùng phát. Văn phòng này sẽ do Hồng Y George Pell, người Úc, là tổng giám mục hiện nay của Sydney quản lý. Hoạt động của văn phòng là áp đặt các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và công bố báo cáo về hoạt động. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ chỉ định một kiểm toán viên có quyền hạn giám sát. Ban thư ký của văn phòng sẽ được 15 thành viên của Hội đồng Kinh tế hướng dẫn các hoạch định chính sách, và chính sách mới sẽ được 8 vị Hồng Y và Đức Giám mục cùng với 7 chuyên gia tài chính trên khắp thế giới thực hiện. Sự pha trộn trên được xem là hành động táo bạo của Đức Giáo Hoàng khi muốn đưa người có chuyên môn ở bên ngoài vào thâm cung bí sự của nền tài chính Vatican, nhằm tránh việc lặp đi lặp lại các bê bối đang nhấn chìm tòa thánh trong nhiều thập niên qua. Đức Giáo Hoàng đưa ra quyết định sau khi ban cố vấn gồm 8 vị Hồng Y đưa ra đề nghị thay đổi với Đức Giáo Hoàng tại cuộc họp tuần trước.